Xin bến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngày sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trong thiên trụ giới, Lục Thiêu Du thu về ánh sáng vàng nhạt quanh người của mình. Lục Thiêu Du thở hắt ra trọc khí. Hắn tăm mở mắt ra, ánh sáng bắn ra bốn phía, khuôn mặt trở về nét hồng hào. Vết thương trên người Lục Thiêu Du đã hoàn toàn lành hẳn. Lục Thiêu Du thì thảo nói, nên kiến thức thiên mộc thần thụ thử xem. Có âm dương linh vũ quyết và bất diệt huyền thể thì vấn đề vết thương không đáng lo. Tiêu hào hầu như không còn, cũng sẽ phục hồi lại nhanh chóng. Lát sau trong đình viện màu trắng, Lục Thiêu Du hành lễ với Bắc Cung Kình Thương, xin kính chào nhạc phụ. Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Thiêu Du biểu tình kinh ngạc khỏi Tiểu tử nhà người phục hồi màu thật trong một ngày đã khỏe sao? Lục Thiêu Du cười cười, thời gian một ngày nhưng hắn ở trong thiên trụ giới là một tháng. Lục Thiêu Du gật đầu nói: Tiểu tế đã hoàn toàn khỏe mạnh nên muốn đi Huyền Thiên yêu tôn thử xem có được mộc hoàng chi khí hay không. Người thật sự sốt ruột sao? Bác cung kình thương tu về ánh mắt kinh ngạc nói. Nếu người đã quyết tâm lấy được thiên mộc thần thụ thì cũng được thôi, ngày mai đi đi. Đục theo dù gật đầu. Vâng ạ. À. Càng sớm đến mộc hoàng chi khí càng tốt, sư phụ có thể sớm phục hồi. Giờ chỉ có thiếu tiên mộc hoàng chi khí cuối cùng thôi. Bác cung kình thương lại nói. Phải rồi, ngày mai có người sẽ đi cùng với ngươi. Lục Tiếu Du nghi hoặc hỏi, con người đi cùng tiểu tế sao? Bác Cung Kỳnh Thường mới trả lời, đúng rồi, ngày mai vô song sẽ đi chung với ngươi. Ta không ngăn cản được, vô song sợ ngươi đi một mình nguy hiểm, kiên quyết đòi đi chung với ngươi. Trong Bắc Cung gia tộc, trời vào hạ, phong cảnh khá đẹp, ngày mai sẽ đi thiên mộc thần thụ, khó đường có một ngày rảnh rỗi. Bác Cung vô song dẫn Lục Tiêu Du đi dạo trong Bắc Cung gia tộc. Trên tảng đá nước chảy, nói Vô song, ngày mai ta đi một mình được rồi, nàng đừng có đi. Lục thiếu du nhìn phong cảnh danh biếc xung quanh, đã lâu không có thời gian thả lỏng thế này. Trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt của bác cung vô song nhìn thẳng lục thiếu du hỏi Tại sao chứ? Lục thiếu du nói Ta lo cho nàng thôi. Bác cung vô song nhìn lục thiếu du chằm chằm Người đi một mình thì ta cũng lo. Bác cung vô song nhẹn miệng cười nụ cười khuynh quốc khuynh tảnh yên tâm đi ta sẽ không khiến người phân tâm ta dù gì là người của Bắc Cung gia tộc có lẽ thiên bộc thần thụ sẽ nhường cho ta một chút tốt hơn người đi một mình Lục Tiêu Du biết mình có nói gì cũng vô dụng đành phải đồng ý vậy thì được rồi Bắc Cung vô song hỏi han Lục Tiêu Du Lục Tiêu Du kể tình huống đại khái về lục gia cho nàng nghe đoạn thời gian trước Lục Tiêu Du tình cờ gặp đại bá và đại thẩm bác cung vô song lại nói ta cũng nhớ phụ thân và mẫu thân lắm nghe nói hiện tại lục tiêu du đã rất tốt rồi thì lòng của bác cung vô song cũng vô cùng vui mừng tuy nàng trở lại bác cung gia tộc nhưng trong lòng luôn xem lục gia là nhà của mình lục tiêu du nói chờ có được một hoàng chi khí rồi hãy cùng ta quay về thăm đi đại bá đại thẩm cũng nhớ nàng lắm đấy lục vô song gật đầu nói ừ đã nhiều năm bắc cung vô song ta không về rồi sáng sớm hôm sau trời vô cùng mát mẻ vòng trời màu xanh xám từ đỉnh đầu dần tối biến thành làn khói nhạt ở đường chân trời trong bắc cung gia tộc dãy núi bị tô màu trắng ngà nhu hòa sương trắng phau nhuộm tất cả mông lung mộng ảo sâu trong một sơn mạch một con độc long thú tiên mộc chở mười mấy người từ không trung đáp xuống dẫn đầu là thân hình yểu điệu mặc váy dài bầu lục vẽ trên đường cong đình lùng nhấp nhô, toàn thân khí chất cao quý thành nhã, là đám người lục vô song, lục thiếu du, bắc cùng kỉnh thương. Đi cùng có một đám đại hộ pháp bắc cùng nhất, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Tam trưởng lão luôn không dám nhìn thẳng lục thiếu du. Hôm trước, lục đi, hình như hắn quên chuyện cá cược, làm cho lão thở phào nhẹ nhõm. Giờ tam trưởng lão sợ lục thiếu du đột nhiên nhắc tới việc cá cược kia nữa. Lục thiếu du đáp xuống đất, quan sát bốn phía, nơi đây là một chỗ sơn cốc không quá đặc biệt. Bác Cung Kỳnh Thương nhìn sơn cốc trước mặt nói, là chỗ này đây. Bác Cung Kỳnh Thương thấy vẻ mặt Lục Thiêu Du khó hiểu thì giải thích rằng, vì ngàn năm nay thiên mộc thần thụ không muốn có người đến gần, cường giả trong tộc bày một ít thủ đoạn nhỏ tại đây, một số thủ thuật che mắt thôi. Lục Thiêu Du nghe thế, quan sát kỵ bốn phía, nhưng không nhìn ra có thủ đoạn gì. Bác Cung kỉnh Thương dặn dò Lục Thiêu Du và Bác Cung Vô Song. Các người đi vào thì phải hết sức cẩn thận, có thể lấy được bộc hoàng chi khí hay không, phải xem vận may của các ngươi Bác cùng vô song gật đầu đáp, phụ thân, chúng ta sẽ cẩn thận. Bác cùng kỉnh thường lại nói, chuẩn bị sẵn sàng thì vào đi. Lục tiêu Du nói với ba người cực lạc tam quỷ và thiền sứ Tuyết Sư. Tuyết Sư, cực lạc tam quỷ, các người cứ về trước đi. Bác cùng vô song gật đầu với bác cung kỉnh thương. Thiếu dù, nơi này chỉ có người của bắc cung gia tộc mới vào được hãy nắm tay của ta ta sẽ đưa người vào bắc cung vô song kéo tay của lục tiêu du người lóe ánh sáng màu lục trên sân cốc đẳng trước không trung vô hình bị lôi kéo nổi lên gợn sóng không gian năng lượng thuộc tính mộc hùng hồn quách tán giây sau sóng không gian xuất hiện ánh sáng lục chợt lóe dưới chân bắc cung vô song nàng kéo lục tiêu du cùng bay lên cao ánh sáng lục trên người bắc cung vô song bao bọc hai người cùng nhảy vào sóng không gian. Nhìn Bắc Cung vô song, Lục Tiêu Du biến mất trong sóng không gian. Nhị trưởng lão ánh mắt lò lắng hỏi. Tộc trưởng, thần nữ và Lục Tiêu Du có khi nào gặp nguy hiểm gì không? Thần nữ không thể bị nguy hiểm gì được. Bắc Cung kịnh thường nói. Xem vào vận may đi. Hy vọng tiên mộc thần thụ nể mặt trong tộc mà nương tay. Bắc Cung vô song dù gì cũng là người của Bắc Cung gia tộc. Thân thể có mộc hoàng chi khí, ít nhiều gì thiên mộc thần thụ cũng nể mặt. Nhị trưởng lão kẽ thở dài nói, thiên mộc thần thụ là lão tổ để lại, luôn bảo vệ giải linh tồn giả ta. Thế nhưng không biết vì lý do gì mà ngàn năm trước, thiên mộc thần thụ không cho người Bắc Cung gia tộc ta đến gần. Không biết có phải thật sự vì gặp bình cảnh không đột phá được không? Thiên mộc thần thụ không cho ai đến gần. Từ đệ Bắc Cung gia tộc không thể lĩnh ngộ dưới thiên mộc thần thụ. Lâu dài thế này có ảnh hưởng lớn với Bắc Cung gia tộc. Bắc Cung Kỳnh thường nói, chắc là thiên mộc thần thụ gặp bình cảnh đột phá. Bác Cung Nhất cũng nói, tộc trưởng, thiên mộc thần thụ thông linh đã lâu, nếu lại đột phá thì sẽ đến bước nào? Bác Cung Kỳnh thường nói, ta cũng không biết nữa, dù sao trên đời này chưa có ghi chép vật thông linh cuối cùng đột phá sẽ đến bước nào. Bác Cung Kỳnh thường mắt lóe tia sáng, ngoái đầu nhìn chằm chằm tam trưởng lão sau lưng mình. Tam trưởng lão rất yên lặng không nói nhiều bác cùng kỉnh thường lấy làm lạ hỏi tam trưởng lão có tâm sự gì sao tam trưởng lão sừng sốt nhìn mọi người xung quanh rồi trả lời bẩm tộc trưởng ta không sao bác cùng kỉnh thường nhìn tam trưởng lão tam trưởng lão theo dù nhờ ta nói với ngươi là tiền cực hôm trước chỉ là vui đùa tam trưởng lão đừng có để bụng tam trưởng lão sừng sốt sau đó gật đầu nhỏ giọng nói vâng ta biết rồi mặt của tam trưởng lão lúc xanh lúc đỏ mấy ngày nay lão không bình tĩnh được, trong đầu toàn là việc lõa thể mà chạy vòng quanh. Trong sóng không gian, Lục tiêu Du cảm giác không gian trước mắt khi liều rít gào dao động, lực lượng kỳ dị kéo hắn vào trong. Lục tiêu Du thầm giật mình, hèn gì hắn không phát hiện thủ đoạn này, thì ra có liên quan đến mộc hoàng chỉ khí của bắc cung gia tộc. Chỉ người của bác cung gia tộc dẫn đường mới vào được. Chỉ giây lát, khi liều không gian trước mắt biến mất, sóng không gian chợt lóe giống như trực tiếp xuyên qua không gian bình chướng. Qua bình chướng không gian này, lục tiêu du quét mắt qua, đã xuất hiện trong không gian xa đạ, to lớn. Trong không gian đập vào mắt là sân mạch vô tận, dãy núi liền biên, núi sông tụ tập, trời xanh mây trắng, mây mù lượn lờ trên ngọn núi. Bây giờ, xanh biết đến kinh người, đầy ắp núi đồi kỳ hoa dị thảo, tựa như tiền cảnh, sức sống kinh nhân. Con người của lục tiêu du co rút, hơi thở năng lượng thật đậm đặc, vừa vào không gian này tinh thần của lục tiêu du quan sát liền phát hiện trong không khí có hơi thở năng lượng đậm đặc hơi thở năng lượng này so với trong nguyên của bắc cùng gia tộc thì đậm đặc hơn nhiều hơi thở năng lượng cùng với lục tiêu du hô hấp chui vào người làm toàn thân của hắn cảm thấy vô cùng thoải mái tinh thần cẩn thận quan sát lục tiêu du phát hiện không khí trong không gian này có các tiên năng lượng nhỏ xíu đang trôi nổi lượn lở lục tiêu du thầm giật mình đây là cái gì hơi thở năng lượng này không giống địa tâm linh mạch. Bình thường, loại năng lượng không gian này tụ tập ở mảnh đất rất nhiều, ít liên quan đến địa tâm linh mạch. Nhưng năng lượng này tuyệt đối không phải năng lượng do địa tâm linh mạch đơn giản sinh ra, mà liên quan lớn tới năng lượng thuộc tính mộc, khiến cho lục thiêu du có cảm giác liên quan mộc hoảng chỉ khí. Năng lượng này có nhiều ích lợi đây. Hơi thở năng lượng chui vào người, khiến lục thiêu du cảm giác toàn thân bừng bừng sức sống. Nếu trên người có vết thương thì với khí thế này chắc chắn sẽ nhanh chóng phục hồi trở lại. Nếu lâu dài tầm bộ trong khí thể này, lục tiêu du có cảm giác hắn sẽ thay ra đổi thịt một lần nữa. Đây là hơi thở trên thiên mộc thần thụ. Lục trường bác cùng gia tộc lão tổ lĩnh ngộ thuộc tính mộc, đại thành thuộc tính mộc có liên quan lớn đến thiên mộc thần thụ. Bác cùng vô song nhìn lục tiêu du. Mỗi một loại thuộc tính đều có đặc tính của mình, bẩm sinh đã có trong thiền địa có thể lĩnh ngộ được không? Dù có hay không thì mình phải xem người đó lĩnh ngộ ra nó không. Thuộc tính mộc của Bắc Cung gia tộc được người bình thường cho rằng kỳ dạo, xảo quyệt. Nhưng thật ra đặc tính đơn nhất của thuộc tính mộc không phải như vậy. Mắt của lục tiêu du hấp hái. Mỗi loại thuộc tính đều có đặc tính riêng của mình. Trong năm thuộc tính, địa, thủy, hỏa, phong, thổ, thì thuộc tính thổ dày nặng liên miên. Thuộc tính phong cấp tốc, nhiều biến, thuộc tính hỏa nóng cháy, cuồng bạo, thuộc tính kim của lục Thiêu du thì sắc bén tiểu sát. Lục tiêu du cảm giác thuộc tính mộc trừ kỳ dị xảo quyệt mà người bình thường phổ biến, khẳng định ra còn nhiều đặc tính khác, ví dụ như phục hồi. Vũ giả thuộc tính mộc bị thương, từ mặt nào đó dễ lành hơn vũ giả thuộc tính khác. Lục tiêu du lại hỏi, chẳng lẽ là tốc độ phục hồi sao, chẳng có liên quan đến chăng? Xem như là vậy, bác Cung vô song gật đầu nói. Nhưng không hoàn toàn, là đặc tính lớn nhất của thuộc tính mộc trừ kỳ dị xảo quyệt ra nói chính xác hơn là sức sống lục tiêu du thì thào sức sống sao lục tiêu du cảm giác không gian bốn phía hơi thở liên kết với thuộc tính mộc trong người của hắn khiến cho hắn cảm nhận sức sống bừng bừng Bác cùng vô sòng nói đúng như vậy lĩnh ngộ thuộc tính mộc đến mức độ nhất định là có thể khống chế sự sống không gian để mình nhanh chóng phục hồi khiến đối thủ hào hết sự sống nghe nói lĩnh ngộ thuộc tính mộc tới trình độ nhất định không cần linh giả công kích linh hồn đôi khi đáng sợ còn hơn công kích linh hồn nữa lục tiêu du gật đầu hình như đúng là như vậy chiến đấu với đại trưởng lão bắc cung hùng phút cuối cùng bắc cung hùng ti triển từ vực không gian vũ khí thiên giai có lực công kích như thế Không chế sự sống không gian khiến cho bản thân nhanh chóng phục hồi sự sống của đối thủ thì tiêu hao henry trong khoảnh khắc bắc cung hùng lạ lùng khỏe lại Lục Tiêu Du nếu không có thuộc tính kim thì sẽ bị nuốt mất sự sống. Cảm giác giống như người thường ở trong không gian phong kín, mất đi dưỡng khí. Sự sống không được kéo dài mà hao hết đi. Lực công kích kỳ dị đáng sợ đó làm cho người ta không biết làm sao xuống tay chống cự. Bác Cung vô sòng lại nói, Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Thiên mộc thần thụ còn ở phía trước. Muốn có được mộc hoàng chi khí trên người của thiên mộc thần thụ thì phải tới thiên mộc thần thụ mới được lục tiêu du gật gù cho là đúng hai người nhảy lên không trung như hai luồng sáng biến mất tại chỗ trong không gian khắp nơi bừng bừng sức sống với tốc độ của lục tiêu du bác cùng vô song không lâu sau vượt qua dân mạch bao la đập vào mắt là trong không gian phía xa có một bình nguyên to lớn bác cùng vô song lắc người đáp xuống biên giới của bình nguyên tiêu du chúng ta đến nơi rồi lục tiêu du đáp xuống theo bình nguyên vô cùng bao la sức sống rào rạt cỏ xanh mọc đầy đất, hơi thở năng lượng đậm đặc như thuộc tính mộc đang khuếch tán trong không gian. Hơi thở này đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Đây là gì? Lục Thiên Dung ngước lên nhìn chằm chằm phía xa. Chính giữa bình nguyên có một vật khổng lồ to như ngọn núi, hình dạng giống cây rủ. Thế tựa như thông thiên, toàn một màu xanh biếc, giống cây cột trống trời đối tiền địa. Không biết nó lớn bao nhiêu, che lấp hoàn toàn không gian đằng trước. Vật to lớn đứng hẳn trên bình nguyên, bốn phía là bình nguyên to lớn vô bờ xung quanh trống rỗng không tiếng động như tĩnh lặng vạn năm năng lượng nguyên không gian là từ thứ đó khuếch tán ra vô cùng vô tận hơi thở khiến cho lục thiêu du cảm giác toàn thân vô cùng thoải mái rồi lại bị ức chế khiến cho hắn cảm thấy mình thật là nhỏ bé nhỏ bé vô cùng lục thiêu du mơ hồ nhìn ra được vật khổng lồ che đậy toàn bộ không gian đằng trước đối với thiền địa là một cái cây cái cây to khủng khiếp lục tiêu du rất giật mình cây này so với ngọn núi đáng sợ cuối cùng được đến đến linh tấn thần đan trong tử vong thẩm uyên còn to hơn nữa kìa khổng lồ khiến người ta trùng động bác cung vô song nhìn lục tiêu du mắt đẹp trầm trọng nói tiêu du phiên trương chính là thiên mộc thần thụ hãy cẩn thận một chút thiên mộc thần thụ không cho người đến gần đâu lục tiêu du hít sâu rồi nói đây là thiên mộc thần thụ báu vật trấn tộc của bác cung gia tộc sao cái cây khổng lồ khiến người ta khó tin, không ngờ trên đời này còn có một vật như vậy tồn tại. Bốn mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu, chân khí vận chuyển trong người. Lục Thiết Du và Bắc Cung Vô Song chậm rãi tiến lên. Mỗi bước đi đều hết sức cẩn thận, đều phòng gặp phải nguy hiểm. Càng tới gần, Lục Thiết Du càng rúng động, đến gần cây to, càng cảm nhận mình nhỏ bé. Trước cây bóng của thiên bộc thần thụ, thì bản thân chẳng là gì như một hạt cát mà thôi mắt của bắc cung vô song tràn ngập rung động như lục thiêu du thiên mộc thần thụ là báu vật trấn tộc của bắc cung gia tộc đây chính là lần đầu tiên bắc cung vô song nhìn thấy nó vô hình trung có hơi thở như kết nối với bắc cung vô song khiến tinh thần của nàng rung động cây to kinh người phía trước đã hiện rõ trước mặt to lớn che rợp trời bao phủ không gian màu xanh biếc long đánh tràn ngập hơi thở cổ xưa không biết cái cây này đã tồn tại được bao nhiêu năm qua rồi nhánh chính to lớn như cột trời, vô số nhánh phụ vươn ra, bên trên có từng miếng lá cây xanh to cỡ trăm thước tản ra, rậm rạp bao la cả không gian. Hơi thở vô cùng tận mà khoách tán. Hai người cẩn thận tiến lên, trần mặt đất rung rinh. Còn người của lục tiêu du co rút, cẩn thận. Lục tiêu du phát ra tinh thần, ánh sáng vàng lóe lên quanh thân, đá khoác áo giáp thành đình lên người. Thực lực của tiên mộc thần thụ cường đại, lục tiêu du không dám lơ là chút nào ánh sáng lục chợt lóe trên người bắc cung vô song nàng cũng bay ra một cương quyền trần khí màu lục mắt đẹp cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía khi hai người mới vừa chuẩn bị thì trong lòng đất có đường sáng xanh trực tiếp xuyên qua không gian nhìn kỹ thì là dây leo màu xanh thô cỡ cánh tay bắn lên trên như cường nỗ trong khoảnh khắc xuyên không gian đến trước mặt của lục tiêu du bắc cung vô song lục tiêu du nét mặt ra sầm quát phá cho ta ánh sáng vàng lóe lên quanh thân lục tiêu du bàn chân đạp đất một quyền ấn ngưng tụ ra ánh sáng vàng bao bọc quyền ấn chân khí trút xuống chấn vỡ không gian đánh vào dây leo màu xanh vàng tiếng độ trầm đục quyền ấn và dây leo xanh đụng mạnh vào nhau vị trí lực lượng va chạm có cái nứt đen ngòm vụt qua không gian xung quanh tàn vỡ Kinh vong cuồng bạo thổi quét dây leo xanh bị đẩy lùi rút xuống nền đất nghe cộp một tiếng lực lượng mạnh mẽ làm lục tiêu du lảo đảo thụt lùi hai bước mới đứng vững thân hình. Mạnh quá! Một chân của lục tiêu du dẫm vào mặt đất, mặt đất nứt ra một cái khe, khe. Lục tiêu du đứng vững lại, hắn thả biến sắc mặt, trong lòng vô cùng giật mình. Được công kích của dây leo xanh siêu mạnh, không kém hơn vũ tồn cửu trọng bình thường bao nhiêu. Bà cùng vô song lắc người đến bên cạnh lục tiêu du. Tiêu du có sao không? Lục tiêu du trả lời, không sao, dây leo này quái dị bản thân của nàng phải cẩn thận một chút mới được. Tinh thần của Lục tiêu Du cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, động tĩnh vừa rồi chợt biến mất, như thể không gian này chưa từng xảy ra dao động gì. Nơi này quá quái dị. Bác cùng vô song nhìn chằm chú bốn phía, mới rồi có lẽ là tiên bộc thần thụ cảnh cáo chúng ta không cho chúng ta đến gần. Lục tiêu Du mắt lóe tia sáng nhìn thiên bộc thần thụ to lớn rợp trời. Thiên bộc thần thụ tiền bối, chúng ta không có ác ý, chỉ muốn cầu một mộc hoàng chỉ khí. Thanh âm quanh quẩn trong không gian, yên lặng thật lâu, nhưng không gợi lên tiếng vang gì. Lục Tiêu Du biết thiên mộc thần thụ đã thông linh, nên chắc chắn nghe hiểu lời hắn nói. Lát sau, bác cùng vô song nhìn chăm chú bốn phía, không có động tĩnh gì. Lục Tiêu Du lại nói, chúng ta vào thử xem. Đã không có động tĩnh, vậy thì tiến lên nhìn xem, đã tới rồi, tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Lục Tiêu Du gật đầu, hai người cẩn thận tiến lên phía trước, đi ra mấy bước, không có phản ứng gì hay nguy hiểm gì. Hai người thầm nghĩ, có lẽ thiền mộc thần thụ ngầm chấp nhận cho bọn họ đến gần. Lục thiêu du và bắc cung vô song bước ra mấy bước, thì mặt đất lại rung rinh. Trong khoảnh khắc, hai cây dây leo xanh bắn ra khỏi mặt đất, đánh hướng lục tiêu du và bắc cung vô song. Không đợi lục tiêu du dặn dò, chân khí dâng lên trong bàn tay của bắc cung vô song, khi thế toàn bộ được phóng ra. Thiếu du, hãy cẩn thận một chút bác cùng vô song giơ tay nhấc chân kéo theo lực lượng thiên địa bàng bạc bàn tay trắng dơ cao nắm tay ngọc mang theo cột sáng màu lục khủng bố đập mạnh vào dây leo màu xanh lục tiêu du biến sắc mặt nói vũ tôn bát trọng khi thế vô song phát ra khiến vũ tôn bát trọng Lục trong động cô gia tộc thì vô song mới chỉ là vũ tôn lục trọng hai năm từ vũ tôn lục trọng tới bát trọng chắc nàng ở trong thần điện được ích lợi to lớn lục tiêu du vừa suy nghĩ vừa không chậm chạp hắn nhìn dây leo màu xanh xuyên qua không gian ập tới trước mặt mình tay vận chuyển quyền ấn đấm mạnh vào đó không gian dọc đường đi tan vỡ phá hủy từng đợt sóng không gian vang hai tiếng nổ trầm đục hai dây leo màu xanh lại bị đẩy lui lục tiêu du và bác cung vô song lần nữa bị thương lảo đảo đảo lui ra bác cung vô song bị đẩy lùi thêm hai bước nữa hai người chưa đứng vững thì mặt đất rung rinh mấy sợi dây leo màu xanh trực tiếp xuyên qua không gian ập đến, mang theo kinh khí tất luyện kỳ dị, cắt vỡ trở nên vọt ra khỏi nền đất. Lục Thiêu Du và Bắc Cung vô song biến sắc mặt, lại ra tay ngăn cản, kết ra các thủ ấn kỳ dị. Khí thế ngập trời tuôn ra, năng lượng khủng bố cuồn cuộn, sóng không gian thổi quét phương xa. Cùng lúc đó, rất nhiều lực công kích khủng bố va chạm với dây leo, lực lượng mạnh mẽ bộc phát, sóng năng lượng khủng bố quét tán, thổi quét, bè gãy nghiền nát chấn vỡ bốn phía. Đừng đừng mạnh mẽ đánh vật những dây leo trở về, nhưng không thể phá hủy nó. Lục thiêu du, bắc cùng vô song loạn choạng thụt lùi, biểu tình trầm trầm. Mắt đẹp âm trầm, bắc cùng vô song nói, không thể phá hủy những sợi dây leo này, rất quái gì. Bắc cùng vô song mới nói xong, chỉ dây lát, trong không trung lại có hơn 10 sợi dây leo xanh xuyên qua không gian, rạch ra từng đợt khe nứt đen ngọm. Lục thiêu du sắc mặt âm trầm nói, không tin không phá được nó, vụ đàn bảo lục trong khí hải đan điện tỏa ánh sáng thuộc tính kim chói lọa văn sóng màu vàng dao động trên người của lục tiêu du thủ ấn nhanh như tia chớp ngưng tụ kết ra cột sáng chân khí màu vàng siêu to phun ra mang theo hơi thở sát khí sắc bén đáng sợ dao động trong khoảnh khắc đụng vào một sợi dây leo đang ngọ nguậy trước mặt của hắn cột sáng chân khí màu vàng lúc bấy giờ bắt đầu hội tụ đụng vào dây leo màu xanh dây leo mãi không bị phá hủy giờ đã thản hát trong tiếng nổ trầm đục, Lục Thiếu Du lại bị đẩy lùi, sau mặt mừng rỡ. Lực công kích thuộc tính kim rốt cuộc có thể trực tiếp phá hủy những sợi dây leo kỳ dị kia. Bà cùng phù sóng lắc thân hình thướt tha, kết thủ ấn ra. Năng lượng thiên địa, không gian quanh thân như mây đen tụ tập lại. Năng lượng thiên địa bàng bạc, ức chế không gian lùng lành sắp dập. Một trường ấn to lớn, nhanh như tia chớp lao ra, đè mạnh xuống ba sợi dây leo xanh biếc lực lượng mạnh mẽ chấn nát không gian bốn phía. Thần khí của bác cung vô song bị đẩy lùi. Bác cung vô song lào đảo lùi mấy bước, mặt hơi tái tái. Còn lại mấy dây làm bầu xanh theo đuổi, không cho hai người thời gian thở dốc. Lục thiếu du ổn định thân hình, thấy vô song bị đẩy lùi thì lòng máy động, huyết lục nằm trong tay. Vô song, cẩn thận, lục thiếu du quát to, duyện kim hồn đao. Người của lục thiếu du tỏa ánh sáng vàng trói lòa. Huyết lục vạch ra đường cong huyền ảo. Giây lát, lục thiên du dơ đao chém vào mấy dây lam màu xanh. Cùng với tiếng rồng ngâm vang vọng, một luồng đao quang mang theo khí tiêu sát hùng hồn. Đao quang màu vàng kèm theo tiếng đổ sắc nhọn, cực kỳ chói tai, nhanh như tia chớp rạch phá không gian. Cả không gian run rẩy đao quang màu vàng phù thiên cái địa tỏa ra. Nơi đao quang màu vàng xẹt qua, sóng không gian trực tiếp hóa thành tro tàn, lộ ra cái nứt không gian thật dài thật là sắc bén khủng bố, khí tiểu sắt ngập trời càn quét. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, trong không gian vang tiếng sóng không gian vỡ nát, kinh khí đao quang vàng vặn vẹo không gian, khí thế cường đại trực tiếp chặt đất dây đào bầu xanh. Đào quang còn rót lại chém xuống đất, mặt đất nứt ra, đào quang chém ra một cái khe to. Một chuỗi dây leo xanh bị phá hủy, bốn phía lại lặng yên như cũ. Bác cùng vô song thét lên. Thiêu du, cẩn thận dưới đất. Mặt đất lại rung rinh Lục thiêu du chưa lấy lại tinh thần Thì trên đôi chân bị rễ cây màu xanh cuốn lấy Sợi cây khác với dây leo màu xanh vừa rồi Nhưng càng rắn chắc hơn Khiến lục thiêu du không kịp né tránh Hắn tạm biến sắc mặt nói Nguy rồi Hắn định giờ đào chém xuống Thì rễ cây kỳ dị chui ra từ mặt đất Cuốn quanh cánh tay phải của hắn Kèm theo lực lượng kỳ lạ Giam cầm chân khí Trong phút chốc không thoát ra được Không gian thuộc tính kim lục tiêu du không chút do dự vận dụng chân khí thuộc tính kim phô thiên cái địa tuôn ra không gian quanh người tràn ngập ánh sáng vàng khí thế sát phạt sắc bén khuếch tán bây giờ thuộc tính kim bây giờ khuếch tán dây leo màu xanh quấn quanh đôi chân cánh tay phải của lục tiêu du héo rũ dùng rình chui vào lòng đất mất tăm ảnh hưởng trong người lục tiêu du đã biến mất hắn ta thầm giật mình thật là kỳ dị may mắn thuộc tính kim hơi khắc chế được nó lục tiêu du thụt đùi lại bác cùng vô sọng nói tiêu du chắc đây là rễ của thiên mộc thần thụ hãy cẩn thận một chút lục tiêu du lại sẵn sỏ nàng cũng phải cẩn thận đấy đi theo sau ta ánh mắt của lục tiêu du cảnh giác nhìn bốn phía lúc này có vô số rễ cây chui ra từ mặt đất mặt đất như sống lại nguyên khối đất đá rung rinh từng luồng sáng xanh phô thiên cái địa bắn ra trong không trung mang theo khí thế hùng hồn kinh nhân trường đao dây leo xanh trong khoảnh khắc tụ tập lại trước mặt của ngạc nhiên lục tiêu du Bắt cùng vô xong ngưng tụ thành hình người bằng cây to lớn thụ thần hình người cao ngàn thước tựa như ngọn núi toàn thân do dây leo xanh tụ lại ánh sáng xanh lấp lánh khí thế hùng hồn khuếch tán ra khiến cho người ta rùn sợ lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm thụ thân to lớn đứng trong không trung uy thế khủng bố đè ép không gian vặn vẹo còn người của lục tiêu du bây giờ co rút nhìn thụ thân khổng lồ uy áp to lớn làm hắn run dậy. trưng tụ thần to lớn, Lục Tiêu Du cảm nhận nguy hiểm tuyệt đối. Vô song, nàng hãy lùi lại một chút đi. Người của Lục Tiêu Du tỏa ánh sáng vàng, hắn nhảy lên đạp không lên, đạp hai bước trong hư không, sóng không gian dưới chân, huyết lục vạch đường cong huyền ảo. Huyết lục bắn ra đào quang, nhát đào kia làm không gian run rẩy khi tiểu sát sắc bén cực kỳ khủng bố khuếch tán. Đào quang đan sen, khi tiêu sát sắc bén hùng hồn cùng với năng lượng thiên địa rơi vào thụ thân khổng lồ. Nhặt đào đánh xuống, đào quang rơi chặt đất mấy chục cánh tay bằng rễ cây, nhưng không gây thương tổn gì lớn cho thụ thân khổng lồ. Thụ thân khổng lồ hơi lắc người, các rễ cây bị chặt đứt, trước mắt phục hồi lại. Chỉ giây lát, bàn tay của thụ thân khổng lồ do vô số rễ cây ngừng tụ, tựa thiên thạch rơi xuống đất, không gian vạn vẹo, dọc đường đi lộ ra hư không to lớn, tốc độ siêu nhanh, vỗ vào người của lục thiêu du lục thiêu du bị đập trúng lực lượng mạnh mẽ không có đường đỡ cơ thể lục thiêu du đập mạnh từ trên cao tại cái rầm xuống bình nguyên trời sụp đất nứt vang tiếng nổ điếc tai nơi lục thiêu du rơi xuống mặt đất thủng một cái lỗ đất đai bình nguyên bị xung lực làm cho nứt chạm lục thiêu du rơi xuống đất không đứng dậy nổi máu trào lên cổ họng phun ra từ cổ họng hắn lực lượng bột kích kia quá cường đại hoàn toàn vượt qua dự đoán của lục tiêu du. Bác cùng vô song biến sắc mặt, xe gió lao tới trước mặt của lục tiêu du. Còn người của lục tiêu du co rút, ta không sao, thứ quái quỷ này mạnh thật. Lục tiêu du không bị thương nặng, lực phòng ngự của hắn rất mạnh. Thần hình to lớn như ngọn núi của thần thụ khổng lồ đã xài bước đi tới như ngọn núi dị động. Năng lượng phát ra sóng không gian xung quanh không ngừng phát ra tiếng răng sắc, không chịu nổi gánh nặng từng nứt như mạng nhện nhanh chóng lan tràn từ quanh thân hình khổng lồ uy thế kinh người khiến cho mắt của lục tiêu du âm trầm hắn nhìn thụ thân khổng lồ đôi mắt đen láy lóe tỉa sáng vàng lục tiêu du quát to vô song lùi lại lục tiêu du lần nữa nhảy lên thủ ấn biến đổi lẩm bẩm thủy sinh mộc mộc sinh hỏa hỏa sinh thổ lục tiêu du dứt lời thì không gian lao ngục thuộc tính thổ uy năng gấp 8 lần khuếch tán trong không trung không gian lùng đầy sắp đổ, năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc bỗng chốc tụ tập lại. Cả không gian như đóng băng bao phủ không gian phạm vì mấy ngàn thước vào trong. Thụ thân khổng lồ như ngọn núi cũng bị bao vây trong ấy. Thụ thân khổng lồ bị lực lượng không gian trói buộc, cơ thể to lớn run rẩy Ánh sáng lục quanh thân thụ thân khổng lồ trói lòa như muốn vùng thoát, thời không đau ngục bảo bọc. Không gian vỡ ra từng tấc thời không đau ngục uy năng tám lần khó mà trói được thụ thân khổng lồ. Cảm nhận thụ nhân khổng lồ cường đại, biểu tình của lục tiêu du trầm trọng, đạp không đứng thẳng, thủ ấn kỳ dị lại được kết ra. Thổ sinh kim, thanh âm trầm thấp vừa dứt, quanh người của lục tiêu du tỏa ánh sáng vàng bắn lên cao. Ánh sáng vàng lấp lánh, khi tiểu sát sắc bén vô cùng tận lan tràn. Trong không gian, thời không lao ngục, uy năng gấp 8 lần như thiên địa sao động, cả không gian ánh sáng run rẩy tràn ngập khí sát phạt sắc bén khí thế vô cùng bá đạo thổi quét thiên địa phá nát không gian chỉ trong khoảnh khắc diện tích thời không làm ngục thuộc tính kim đã lên đến vạn thước ánh sáng vàng bao phủ vạn thước bên ngoài phạm vi không gian là mép ranh giới tan vỡ ánh sáng vàng trói lòa do nổi mây phun trong thời không làm ngục thuộc tính kim quét tán ánh sáng vàng rực rỡ thụ thân khổng lồ nằm trong thời không lao ngục thuộc tính kim nên không nhúc nhích được thân hình bị đồng cứng lại khi thế sắc bén tiêu sát làm ánh sáng lục trên người thụ nhân khổng lồ nhạt dần đi lục tiêu du thét lên phá cho ta lục tiêu du từ xa vỗ thủ ấn không gian thời không lao ngục ánh sáng vàng rực rỡ có một thủ ấn to lớn ánh sáng vàng trói mắt xe gió bay ra thủ ấn vỗ vào thụ nhân khổng lồ kia dọc đường thủ ấn đi qua và không gian xung quanh vỡ nát, lộ ra hư không đen ngòm. Thủ ấn to lớn vỗ mạnh vào thụ nhân khổng lồ. Ánh sáng vàng lập tức vào trong người thụ nhân khổng lồ. Ánh sáng vàng đang xen giữa rễ cây trên người thụ nhân khổng lồ ấy. Thủ ấn to lớn vỗ xuống, ánh sáng vàng trút xuống. Không lâu sau, thụ nhân khổng lồ nứt ra vỡ nát, thân hình to như ngọn núi tách rời. Thủ ấn còn sót lại, bạch cây vèo xuống bình nguyên. Thủ ấn màu vàng ầm ầm giáng xuống, trong phạm vi vài dặm bị thủ ấn vàng đè ép bình nguyên xanh biếc bên dưới trời lòng đất lở trong phạm vi vài dặm bị một bàn tay khổng lồ màu vàng vỗ thành tro bụi mặt đất không gian to lớn hõm xuống đất đai rùn chảy chính giữa lộ ra trường ấn năm ngón to lớn đến vài dặm sóng năng lượng cuồng bạo từng đợt dao động như thực chất điên cuồng quách tán tất cả biến mất không trùng do mây vần vũ lại trở về bình thường cơ thể lục tiêu du thụt lùi mặt tái xanh không chút máu. Lục tiêu Du thúc giục thời khổng lao ngục, uy năng cấp 16 lần, tiêu hao gần như cạn sạch. Đã giải quyết xong rồi sao? Lục tiêu Du nhìn bốn phía, thụ nhân khổng đồ đã bị chấn vỡ. Trong khi Lục tiêu Du đánh giá, thì vô số dây leo mới vừa tan vỡ lại trưa ra từ trong lòng đất. Thời không lao ngục uy năng gấp 16 lần, không phá hủy được chúng, chỉ tách rời ra. Trước cả mắt ngạc nhiên của Lục Thiêu Du, từng rễ cây màu xanh như các luồng sáng xanh vô thiên cái địa từ trong lòng đất bắn lên không trung. Vô số dây leo xanh lại ngưng tụ thành thụ nhân khổng lồ. Thụ nhân khổng lồ có khí thế hùng hồn kinh người, khuếch tán, tựa như ngọn núi khổng lồ. Thụ nhân khổng lồ lại đè ép, không gian đi hướng lục thiêu du, bắc cùng vô song, uy thế kinh người, khiến không gian trùn rảy. Vô số dây leo xanh ngưng tụ ra bàn tay to lớn như cột trời, vỗ hướng lục thiêu du bác cùng vô song hét to, thiếu du, cẩn thận. Tân hình lung linh thướt tha, lao vào không trung, xuất hiện trước mặt lục thiếu du. Bác cùng vô song nhìn thụ nhân khổng lồ, một tay vỗ tới, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt bắn ra hai tia sáng xanh, bay hướng trần trời. khí thế quanh thân bác cung vô song đột nhiên tăng vọt, khi thế chấn rách sóng không gian, uy áp mạnh mẽ tột độ tràn ngập trong không gian quanh thân. Với uy áp này, không gian khẽ trùn chảy, vô hình trùng kết nối với không gian bắc cùng vô song đứng lơ lửng mặt bắn ra tia sáng xanh chốc lát sau quát to tiền bộc thần thụ tiền bối ta là thần nữ của bắc cung gia tộc xin hãy đường tay cho chúng ta không cố ý quấy rầy tiếng quát của nàng hóa thành sóng âm lan tràn thành âm kèm theo một khoảng chỉ khí bắc cung vô song vận chuyển một khoảng chi khí đến cực độ khí thế quanh thân nối cùng thiền địa trong không gian thiền địa đậm đặc một khoảng chỉ khí do mây vận vũ độc tiêu dù kinh thán mộc hoàng chi khí mạnh quá. Lúc này, một hoàng chi khí trên người của Bắc Cung vô song rõ ràng là mạnh hơn trước lúc vào thần điện nhiều, như thể siêu thoát thiên cực. Thuộc tính kim của lục tiêu du không thể ức chế một hoàng chi khí này được. Cánh tay thụ nhân khổng lồ ập đến cảm nhận một hoàng chi khí trên người Bắc Cung vô song thì cựng đại giữa chừng không trung có phản ứng. Tân hình thước ta xinh đẹp đứng trên trời, một khoảng chi khí kéo theo năng lượng thuộc tinh mộc trong không gian cùng thuộc tính mộc gió mây vẩn vũ hợp thành một. với khí thế này như có thể khống chế thiên địa sóng không gian quanh thân bắc cung vô song vạn vẹo có tiếng sấm nổ mạnh truyền ra khiếp hồn người uy năng như thế dù đục tiêu du thúc dục thuộc tính kim cũng chịu uy áp mộc hoàng chi khí này quá mạnh năng lượng thuộc tính kim bao bọc lục tiêu du bị mộc hoàng chi khí đẩy lui mộc hoàng chi khí cường đại mạnh nhất trong các mộc hoàng chi khí hắn đã từng thấy qua bác cùng vô sóng tên mộc hoàng chi khí của mình thật sự hữu dụng thì thét to. Xin thiên mộc thần thụ tiền bối nương tay cho. Với mộc hoàng chi khí khủng bố, không trùng như run rẩy theo, cả bầu trời gió nổi mây phun sắp nghiền nát hư không. Không gian đằng trước, toàn thân thụ nhân khổng lồ run rẩy như đang vùng vẫy cái gì. Xung quanh cơ thể to lớn hiện ra cái nứt đen ngòm, khí thế hùng hồn giải phóng như hòa cùng mộc hoàng chi khí trên người bắc cùng vô sóng lại nhìn chống lại cái gì đó chỉ dày đát thụ nhân khổng lồ không chống đỡ được nữa thân hình to lớn nứt rạn phân giải biến thành vô số rễ cây màu xanh chậm rạp nhanh như tia chớp rút vào trong lòng đất thụ nhân khổng lồ biến mất bác cung vô song thu về một khoảng chi khí ánh mắt khó hiểu nhìn bốn phía trong không trung khí thế khủng bố tĩnh lặng bây giờ dần dần yên tĩnh lại thân hình đường cong mỹ miều của bác cung vô song từ từ đáp xuống váy dài bay bay, to ra khí chất cao quý, đạm nhã, khí chất hồn nhiên thiên thành. Khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên dáng trần, bác cùng vô song đáp xuống cạnh lục thiêu du. Thiêu du, chẳng sao rồi. Lục thiêu du nói, ta không sao, dưỡng như vào hoàng chi khí của nàng có hiệu quả. Bác cùng vô song nói, thiên mộc thần thụ là lão tổ để lại, hy vọng mộc hoàng chi khí trên người của ta có tác dụng. Hai người đứng yên tại chỗ nhìn thiên mộc thần thụ chằm chằm, thật lâu sau không còn động tĩnh gì hai người liếc nhau lại cẩn thận tiến lên phía trước lục tiêu du bắc cùng vô song tập trung tinh thần cảnh giác tiếng bước chân nhẹ nhàng cẩn thận vang lên trên bình nguyên bao la hai người dần đến gần bên dưới cảnh lá của thiên mộc thần thụ bao phủ đứng trên mặt đất lục tiêu du và bắc cùng vô song ngước đầu rung động nhìn thiên mộc thần thụ trên đỉnh đầu mình tới gần mới cảm nhận thật sự thiên mộc thần thụ sống mấy vạn năm khổng lồ tới mức nào che chợp trời bao phủ một phương không gian dường như che kín thiên địa lúc này thiên mộc thần thụ khổng đồ khẽ rung cành lá rung rinh ánh sáng màu lục lấp lánh ánh sáng chớp tắt làm không gian rung rinh theo khí thế hùng hồn tràn ra lục tiêu du kéo bóc cung vô song cẩn thận một chút bên ngoài áo giáp thanh linh lục tiêu du lại bày một vầng sáng không gian thuộc tính kim bao phủ hai người vào trong hắn tạm mới bày dòng không gian thuộc tính kim thì thiên mộc thần thụ siêu to khổng đồ trên bầu trời. Vô số cảnh lá lấp lánh, ánh sáng màu lục tụ thành vầng sáng xanh chói lòa, to lớn, bao phủ lục tiêu du và bác cung vô song vào trong. Hai người lúc ấy biến sắc mặt, đột nhiên bị ánh sáng bao phủ làm họ giật mình. Lục tiêu du đang định dục dịch thì kinh sợ phát hiện chân khí trong người như biến mất, không gian thuộc tính kim cũng biến mất theo. Bác cung vô song cả kinh kêu lên, nguy rồi. Bắc Cung Vô Song cũng xuất hiện tình huống giống như Lục Tiêu Du, chân khí trong người chớp mắt đã biến mất. Cùng lúc đó, màn sáng màu lục to lớn như thu nhỏ dần, nhanh như tia chớp rút vào trong vô số cảnh đá. Lục Tiêu Du Bắc Cung Vô Song bị màn sáng bao phủ, biến mất tại chỗ như bị nuốt vào trong màn sáng ấy. Lục Tiêu Du và Bắc Cung Vô Song xuất hiện trong không gian kỳ dị, không gian tràn ngập ánh sáng lục, bốn phía như hư không, có tiếng gió rít gào quanh quẩn từ phương xa đây là đâu lục tiêu du biết hai người bị màn sáng màu xanh kỳ dị hút vào lục tiêu du ngạc nhiên rồi kinh sợ trong không gian này hắn cảm giác chân khí đã bị dọn sạch rõ ràng vụ đang tồn tại nhưng không cảm giác được chút chân khí nào đình được trong đầu cũng như không tồn tại tư duy nhất có tồn tại là lực lượng linh hồn Biên đồ này làm lục tiêu du hết hồn thận không bình thường không gian kỳ dị này quá đáng sợ bác cùng vô song nhìn lục tiêu du Thiêu Du, nhìn phía trước đi. Mắt của bác cung vô song nhìn chằm chằm vầng sáng xanh. Lục bây giờ không gian đằng trước. Bốn phía hư không, chẳng có vật gì khác. Lục Thiêu Du do dự một chút, rồi kéo bác cung vô song. Chúng ta vào thử xem. Hai người đi vào vầng sáng màu lục ấy. Lục Thiêu Du và bác cung vô song bước vào vầng sáng. Vầng sáng cùng không gian kỳ dị run rẩy. Trong vầng sáng, Lục Tiêu Du nắm tay bác cung vô song. Có lực hút mạnh mẽ tuôn ra, đốt hai người vào trong trước mắt lực hút đã biến mất cảnh tượng ở trước mắt lục tiêu du biến mất ánh sáng xanh chói lòa mặt hắn phản xạ nhắm chặt một giây khi lục tiêu du lại mở mắt ra thì trước mặt đã có thay đổi không gian mới xuất hiện trước mắt hai người lục tiêu du kinh ngạc hỏi đây là đâu trong không gian khắp nơi là màu lục quét mắt nhìn bốn phía cả không gian như hư vô toát ra hơi thở cổ tịch nơi này như chỉ có hai người tồn tại trên thiên bộc thần thụ, ngược lên nhìn, Lục Tiêu Du mới thấy trên đỉnh đầu thiên bọc thần thụ bao phủ hai người. Bọn họ không lần nữa đến dưới thiên bọc thần thụ. Lục Tiêu Du nhìn thiên bọc thần thụ chăm chăm, trong lòng trùng động. Thiên bọc thần thụ nhỏ hơn đã thấy ở bên ngoài, nhưng Lục Tiêu Du bắt cùng vô song nhìn thì thấy nó vẫn to như vậy. Thiên bọc thần thụ bản thể nhỏ hơn bao nhiêu bao kín không gian, cây to như tuyên cổ vĩnh tồn đứng sững sững ở nơi này cây trồng suốt lấp lánh, sắc xanh lục tỏa ra, sức sống kinh nhân. Không gian bừng bừng sức sống khiến tế bào toàn thân người sống, sống động. Nhưng lúc này, lục tiêu du cảm giác chân khí, linh lực trong người biến mất, trượt linh hồn lực ra hắn tựa như người bình thường rồi. Bà cùng vô song quan sát kỹ không gian xung quanh, thu về tầm mắt trùng động, ngược mắt đẹp lên nhìn lục tiêu du. Tiêu du dường như chúng ta ở trong đội thể của một thiên bộc thần thụ. Lục tiêu du kinh ngạc khỏi nội thế giới ư bác cung vô song nói nội thế giới thiên mộc thần thụ tương đương khí hải đan điền của vũ giả hoặc không gian linh hồn trong đầu linh giả hiện tại chúng ta ở nội thế giới của thiên mộc thần thụ trong mắt của bác cung vô song tràn ngập sự ngạc nhiên lục Tiêu du nghĩ ngay một vấn đề chúng ta làm thế nào để đi ra lúc này trong nội thế giới thiên mộc thần thụ dường như không có đường để đi có vẻ chúng ta không ra được bác cung vô song nhìn lục Tiêu du chẳng lẽ Người không phát hiện sự sống trong cơ thể chúng ta đang trôi nhanh sao? Người đã già đi nhiều. Lục Thiêu Du kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Lục Thiêu Du hoàn toàn không có tình huống. Hắn ta ngạc nhiên mới chú ý thấy đôi tay của mình. Ra tay nhăn nhau, sự sống dần trôi. Lục Thiêu Du nhanh chóng giả đi. Lục Thiêu Du kinh ngạc hỏi. Sao có thể như vậy? Hắn đang giả đi với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Trên khi biến mất hết, hắn tương đương là người bình thường, chỉ dày đát lục tiêu du đã đến 40 tuổi bác cung vô song trầm giọng nói đây là thiên phú của thiên bộc thần thụ có thể khống chế tất cả sự sống trong không gian hiện tại chúng ta ở nội thế giới của thiên mộc thần thụ bị sức sống ảnh hưởng tương đương chúng ta nhanh chóng giả đi lục tiêu du nghe vậy lại hỏi vậy tại sao nàng không bị ảnh hưởng lúc này vô song không thay đổi gì nhiều không giả nhanh như lục tiêu du ánh mắt của bác cung vô song nghiêm túc nói chắc vì ta có liên quan thuộc tính mộc, mộc hoàng chi khí, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Bác cùng vô song nhanh chóng nhắc nhở. Tiêu Du, mau thử thuộc tính mộc xem nào, có thể sẽ giảm bớt tốc độ sự sống trôi qua đấy. Lục Thiêu Du nghe vậy, liền vận chuyển thuộc tính mộc. Tuy đình lực chân khí trong người biến mất, nhưng vụ đan lại còn đó, thuộc tính vẫn đang còn đó. Trên vụ đan tỏa ra ánh sáng vàng lục trói lòa, trong người như được rót vào sức sống dồi dào cảm nhận tốc độ thân hình giả cả. Lục Tiêu Du vẫn cảm giác sự sống trong người trôi đi nhưng tốc độ chậm hơn nhiều. Tuy nhiên cứ tiếp tục thế này thì sẽ có lúc hào hết. Lục Tiêu Du hỏi, vô song có cách nào không? Linh được chân khí dường như biến mất, làm cho Lục Tiêu Du không nghĩ ra được cách gì cả. Bác cùng vô song lắc đầu, hiện tại nàng không có cách nào. Sự sống trong người quần hàng cũng dần trôi đi, thân thể dần trở nên giả nua. Bốn mắt nhìn nhau, rơi vào khó khăn, vặt óc suy nghĩ, nhưng không có cách nào. Thời gian chậm rãi trôi đi, không biết qua bao lâu, hình như là mấy canh giờ hoặc là mấy ngày, có khi đã qua mấy chục năm, hai người già nua dưới tiên bộc thần thụ. Hiện tại, khuôn mặt của Lục Tiêu Du cỡ 80 tuổi, râu tóc bạc phơ, mặt già nua, bác cùng vô xong cũng đầu đầy tóc bạc, khuôn mặt xinh đẹp, đã đến tuổi 60 nhưng còn dấu vết ngày xưa xinh đẹp. Bác cùng vô xong đến bên cạnh Lục Tiêu Du, ánh mắt trầm giọng lẽ ý cười nói, người đã già rồi. Nàng cũng vậy, lục tiêu du nhìn khuôn mặt già nua của bác cung vô song. Có lẽ đây chính là đầu bạc đến già, chúng ta cũng xem như đầu bạc đến già. Bác cung vô song nhìn lục tiêu du, người còn tâm tình để đùa giỡn ư, ừ, có lẽ chúng ta thật sự không ra được đâu. Lục tiêu du nhắm hai tay, bác cung vô song mà nói, không ra được thì là số phận rồi. Nàng không nên cùng ta tiến vào đây, ta đã nói trước mà nàng đâu có nghe. Bà cùng vô song cười khẽ, khuôn mặt già nua, nhưng khi cười vẫn động lòng người. Nếu người không ra được, thì bỏ lại ta ở bên ngoài, thì ta thả đi cùng ngươi vào trong này còn hơn. Lòng của lục thiêu du ấm áp, ôm chặt lên vô song vào ngực. Lục thiêu du đam chiêu ngước nhìn tiên bộc thần thụ, bừng bừng sức sống. Bác cùng vô song tựa vào trong lòng của lục thiêu du, trên khuôn mặt trắng nõn, già nua, có chút u buồn thiên mộc thần thụ bừng bừng sinh cơ không gian này cũng bừng bừng sinh cơ tại sao không phải như vậy lục thiêu du nghi hoặc ở trong không gian này tràn ngập sinh cơ thế nhưng duy chỉ có sinh cơ trên người hắn và vô song đang từ từ trôi đi theo du có phải chẳng phát hiện ra điều gì hay không bác cùng vô song từ trong ngực lục tiêu du ngẩng đầu lên nhìn lục tiêu du rồi hỏi lục tiêu du do dự một chút rồi lại nói vô song nàng từ lĩnh ngộ thuộc tính mộc xem nào được rồi. Bác cùng vô dòng gật đầu. Lục tiêu du cũng quanh chân ngồi xuống dưới tiên bộc thần thụ, bắt đầu lĩnh ngộ thuộc tinh mộc. Trong lúc mơ hồ, lục tiêu du cảm giác được chuyện này dường như có quan hệ với thuộc tinh mộc cực lớn. Một lát sau, từng đạo lục mang quanh quần ở quanh thân lục tiêu du. Trong phút vô hình, tương điên với không gian này, năng lượng thuộc tinh mộc đồng đặc. Bây giờ trong không gian khiến cho tốc độ lĩnh ngộ thuộc tinh mộc cực kỳ kinh cười. Dưới tốc độ lĩnh ngộ như vậy, lục tiêu du có cảm giác như đang lĩnh ngộ bốn loại thuộc tính trong vô tự thiên thư tốc độ lĩnh ngộ này quả thực có thể dùng từ bay để hình dung thực sự là có tác dụng lục tiêu du mở hai mắt ra sau khi lĩnh ngộ thuộc tính mộc lục tiêu du cảm giác được sinh cơ trên người đang quay trở lại theo lĩnh ngộ trong lúc vô hình hắn tương liên với thế giới này sinh cơ tràn ngập trong cơ thể tình huống sinh cơ bị trôi qua trong cơ thể có biến thành biến mất hay không thấy gì nữa thân thể giả nua bắt đầu dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được từ từ khôi phục trở lại. Tiêu Du tiếp hiểu rồi, chỉ cần chúng ta lĩnh ngộ thuộc tính mộc tới tình trạng nhất định, có lẽ có thể lập tức ra khỏi thế giới của thiên mộc thần thụ. Lúc này bác cung vô song cũng mở hai mắt ra, ánh mắt mang theo sự kinh hỷ nhìn lục thiêu Du, làn da nhăn nhau đang dần dần khôi phục, mái tóc trắng trên đầu bắt đầu chuyển thành màu đen tuyền như là vốn có. Như vậy, chúng ta bắt đầu lĩnh ngộ đi. Lục Thiếu Du gật đầu với bắc cung vô song. Bất kể như thế nào, thì từ tình huống trước mắt xem ra, có lẽ cũng chỉ có thể như vậy mới có thể rời khỏi thế giới của thiền mộc thần thụ này. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.